được tổ chức 2 ngày, ngày 21 tháng 11 và ngày 22 tháng 11 năm 2020 tại nhà thiếu nhi quận 9. Chương trình ngày hội được tổ chức nhiều hình ảnh đa dạng, phong phú, gồm các hoạt động như triển lãm hình ảnh về văn hóa đọc, triển lãm sách hay, sách quý, giới thiệu không gian đọc sách xưa, không gian đọc sách cho người khiếm thị, không gian đọc thiên nhiên, không gian đọc gia đình, không gian đọc vui chơi cho thiếu nhi, không gian công nghệ cho thiếu nhi. Phòng xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình Sở Văn hóa và Thể thao thành phố xin được cảm ơn ông Vĩnh Quốc Bảo, Phó Giám đốc Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố, và xin được cảm ơn cũng như là chúc mừng 10 bạn trong hội người mù quận 9 đã được nhận máy đọc sách trong ngày hội hôm nay. Xin được cảm ơn. Và tiếp theo, xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Quý, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 9 sẽ lên nhận bản tượng trưng 35 tủ sách. Và xin được trân trọng kính mời ông Trần Đức Sự, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ thành phố, cùng bà Phan Thị Ngọc Khương, đại diện Quỹ và Công nghệ trẻ Tâm Nguyện sẽ lên trao tủ sách cho Phòng Giáo dục và Đào tạo. Và sau đây sẽ là nghi thức cắt băng khai mạc Ngày hội Văn hóa đọc quận 9 năm 2020. Và sau đây xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố. Xin được trân trọng kính mời ông Trần Thanh Vương, trưởng phòng xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình Sở Văn hóa và Thể thao thành phố. Và giờ đây, nghi thức khai mạc Ngày hội Văn hóa đọc quận 9 năm 2020 xin được phép bắt đầu. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và xin được chúc cho Ngày hội Văn hóa đọc quận 9 năm 2020 được diễn ra thành công tốt đẹp. Và một lần nữa xin được cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và chúc cho các đồng chí lãnh đạo luôn hạnh phúc, thành công. Và bây giờ xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể các em học sinh cùng nhân dân quận 9 tham quan triển lãm về hoạt động Ngày hội Văn hóa đọc và các hoạt động được tổ chức trong ngày hội. Xin được trân trọng kính mời. Bây giờ xin mời quý vị khán giả kênh Bản tin sớm sẽ tham quan ở tại những cái gian hàng triển lãm sách ở tại không gian ngày hội văn hóa đọc nha. Từ khu vực cổng chính đi vào thì quý vị sẽ thấy được cái không gian triển lãm hình ảnh của ngày hội văn hóa đọc tại quận 9. Và đây, khu vực đây là khu vực sân khấu làm lễ khai mạc. Và từ khu vực sân khấu này thì quý vị có thể thấy rằng là trước mặt quý vị là khu vực là không gian đọc sách gia đình, và đây là khoảng sân trống, với lại là kế bên là không gian đọc sách thiên nhiên, rồi kế tiếp nữa là khu không gian đọc sách quận, và có hai xe truyền thông, hai xe văn hóa, hai xe sách thì cũng nằm ở trong khu viên của ngày hội văn hóa đọc này. Và bên cạnh đó thì ngoài ra còn có những cái không gian khác như là không gian của dành cho thiếu nhi, ví dụ như là không gian đọc sách thiếu nhi nè. Quý vị có thể thấy là các bé đang ngồi tô vẽ tranh ở trong cái khu vực không gian này. Các bé đang tô vẽ những cái hình tranh vẽ sẵn. Đây là khu vực mà không gian đọc sách thiên nhiên, thì bài trí theo kiểu thiên nhiên rất là thoáng. Thì kế bên thì có cái xe của cái gian hàng cà phê pha máy với giá là 15.000 cà phê sữa và 12.000 thì cà phê đen. Mọi người thấy là bài trí ở đây, cũng không gian ở đây cũng thoáng đãng, hợp với cái chủ đề là không gian đọc sách thiên nhiên. Kế bên là cái khu vực mà không gian đọc sách gia đình. Không gian thoáng đãng thì họ bố trí một cái bộ bàn ghế ở
phải trong đây. Quý vị có thể thấy là mình ngồi ở đây thích hợp là bài trí theo kiểu không gian gia đình, một cái kệ sách nhỏ ở dạng tổ ong, khoảng không trống. Sách thì trưng bày ở đây thì đủ mọi thể loại, sách thiếu nhi đến sách tiếng Anh. Đây là một khoảng không gian cũng rất là đẹp, thích hợp cho việc chụp hình. Đây là không gian đọc và công nghệ thiếu nhi. Đây, không biết là không gian công nghệ này nó như thế nào. Đây có tấm bảng hướng dẫn là làm chim thăng bằng gỗ. Dán xong thì có màu. Đây là làm mô hình tên lửa. Sách điện tử hả? À. Sách điện tử thì có đây cái màn hình máy tính bảng để đây phục vụ cho các bé. Có nhiều đồ sách trong bức kệ sách điện tử này. Các bé lắp ghép, mô hình lắp ghép. Em vừa coi máy tính bảng mà vừa làm này á. Thì đúng là cái này nó hướng dẫn cho chúng ta đi công trình để nó làm những cái động cơ hay là những điều khiển. Dạ. Đáp cái này lâu không? Là tùy theo cái ai nguyên của mình biết. À, tùy theo năng khiếu là dạ. Đã từng ráp rồi thì làm được thì đầu thì mình cho công bộ sau đó nếu mà khi mà bé đã làm rồi bắt đầu tự chế tạo, đây là một cái dạng chế tạo nè, chế tạo rồi. Cái bộ này mình áp dụng trong trường học chưa? Cái này đã áp dụng trong trường học. Trong trường học. Cái trường mà nó có điều kiện chút á, cái trường học chất tốt thì cái này không có điều gì lắm. Cái này trong trường gọi là cái mô hình kết hợp giữa vào trong cái bộ Lego này. Chạy được là cái bộ này chỉ có trong trường học ra ở ngoài thì mua cho mấy bé chơi thì không có đâu ha. Ở bên ngoài mình có bán mình, mua cũng có nhưng mà hôm nay hướng dẫn như vậy nó từng cái mô hình là một cái bài học. Rồi đây là một cái bài học về robot, bộ học mình nói về một cái robot, chú robot Lego để khám phá vệ tinh nhân tạo. Nói chung là bộ này là tích hợp vô máy tính bảng để mà vô chương trình giảng dạy của cái này nó đi kèm với lại là vô sai. Khoa học không thể giúp, nếu muốn có câu trả lời chúng ta phải tìm một cách khác, đó chính là đi hỏi các nhà triết học. Hãy xem bất kỳ đọc sách nói đã được trao tặng buổi trong buổi sáng nay cho những người khiếm thị.
ấn tượng nhất là cái chiếc xe thư viện số lưu động này. Có lẽ thì chiếc xe này nó gắn với hồi ức của những người mà sinh năm 1980. Bởi vì ngày xưa thì các nhà sách đó thì rất là ít, không phải nhiều như bây giờ. Những cái hệ thống sách của Plaza thì ngày trước thì cũng không phát triển nhiều. Thì ở những vùng sâu vùng xa thì những chiếc xe thư viện số lưu động này đối với trẻ em những cái vùng sâu vùng xa, những cái quận huyện ngoại thành thì rất là ấn tượng, rất là thích thú. Tôi nhớ là mỗi lần mà có chiếc xe sách này về ở tại quận 9 này thì lúc nào cũng háo hức, là cũng muốn ra để mà đọc những cuốn sách và mua những cuốn sách trên từ những cái chiếc xe này. Đây là cái ký ức thế hệ những cái người mà 8X như tôi. Cho nên mỗi lần nhìn cái chiếc xe này là nó gợi nhớ cho tôi những cái kỷ niệm mà thời trẻ, những cái thời mà còn là học sinh cấp 2 của tôi. Xe này thì cũng không còn bán sách, mà là trong khu vực này thì họ trưng bày những cuốn sách, ví dụ như là truyện cấp 2 nè, những cái bộ sách mà truyện cấp 2, những bộ sách sách thiếu nhi, ví dụ như là chuyện cô bé Hoàng Khăn Đỏ, Alibaba, Bốn Mươi Tên Cướp. Hello con, đọc sách gì vậy con? À, động vật quý hiếm ha. Cuốn sách mà dành cho trẻ con như là tuổi thơ ấu của Andersen, trên màu rất là đẹp luôn, rất là nhiều màu, in bằng giấy cuốn rất là đẹp. Sách thì in ngày nay thì nó hiện đại và rất là nhiều cái sách là đẹp. Ngày xưa thì sách giấy thì ú vàng thôi, còn bây giờ là hầu như là in trên giấy cuốn rồi, rất là đẹp quý vị. À, rất là đẹp, màu mè. Tôi nhớ ngày trước của tôi thì những cuốn sách này rất là ít, rất là hiếm. Bởi vì những cái sách mà in giấy cốt xê này cũng khó kiếm lắm. Mỗi kệ sách bên kia là truyện cấp 2, bên đây là khu vực mà truyện cấp 1. Ở đây họ đánh dấu sẵn những cái đầu sách của Thư viện Khoa học Tổng hợp. Sách này thì chỉ chuyên là để dành đọc mà thôi, chứ họ không có bán. Có những cái bàn ghế nhựa để sẵn thì cái bàn sách để cho mọi người có thể là đến đây ngồi đọc. Như bên kia là khu vực mà truyện cấp 1, cấp 2, thì bên đây là trưng bày sách về kỹ năng sống, kiến thức phổ thông. Không gian của đây thì cũng có truyện đọc cấp 1, cấp 2, bên đây cũng có nữa nè. Về kiến thức phổ thông ở trên cái xe sách này. Ví dụ như tôi phát hiện là mỗi cuốn là Gulliver Phiêu Lưu Ký. Cuốn sách này cũng khá là hay nè quý vị, làm được chuyển thể thành phim luôn nè, của nhà xuất bản Kim Đồng nè. Dịch giả là Nguyễn Thị Thấm. Cuốn sách này là của nhà xuất bản Hà Nội rồi, là Lần Theo Dấu Ngọc Trai, sách đèn pin phá án. Wow, ở đây có hẳn cái hình đèn pin luôn nè, rất là ấn tượng. Tranh bìa màu in giấy cuốn xê bóng mịn, rất là đẹp, hình ảnh rất là bắt mắt, những câu chuyện thì rất là hay. Ở đây thì có một cái trang trang bìa màu này rất là ấn tượng quý vị. Để ngoài sáng thì để với ánh sáng thì nó sáng nè, còn cái này thì nó tối. Có những cái trang cực kỳ ấn tượng. Cái nền nó thì nền màu đen nè. Rất là hay, cuốn sách này rất là ấn tượng. Lần Theo Dấu Ngọc Trai, sách đèn pin phá án của nhà xuất bản Hà Nội. Có giá là 189.000 đồng, dành cho trẻ em từ 5 tới 12 tuổi. Đây là cuốn sách Chuyện Ngụ Ngôn Thế Giới nè, Chú Lính Chì Dũng Cảm. Đây là bộ sách tuổi thơ của rất là nhiều người, không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới quý vị. Đây là những tập hợp những cái câu chuyện cổ tích hay nhất. Ở trên cái bìa sách này có ghi một cái dòng chữ nè,
rất ấn tượng là xin chú ý, tôi rất mỏng manh và rất quý. À, bạn đọc tôi xin đừng mạnh tay, đừng viết vào các trang giấy, đừng làm rách và nhất là đừng cắt vào những tờ nào bạn thích vì tôi còn phục vụ nhiều bạn khác nữa. Sách xong thì được tặng một cây cây bút. À, mấy bé làm xong là được tặng một cây bút hả chị? Dạ, làm hành trình rất là đẹp. Dạ. Bé tay là sẽ tặng. À. Sách vẽ là một cuốn sách đẹp thì sẽ được một phần quà. Mày đăng ký về sách. Không gian, với không gian đọc sách quận huyện ở đây thì có rất là nhiều đồ sách hay. Ví dụ như là sách về giới thiệu về quận chính. Có, ngoài ra có một cuốn sách là hành trình di sản văn hóa. Cuốn sách này thì ghi bên ngoài là nhà nước đặt hàng. Trong không gian này thì các bé tha hồ ngồi và thoải mái đọc sách ở trong cái không gian này. Hành trình di sản văn hóa của nhiều tác giả này rất là phong phú. Trong đây thì giới thiệu rất là nhiều cái công trình di tích, kiến trúc nghệ thuật, đình, chùa, miếu, đền, có cả ghi giới thiệu về lịch sử cũng như là hình ảnh. Ví dụ như quý vị có thể thấy là hình ảnh về khu căn cứ Vùng Sát được giới thiệu trong cái cuốn này. Hay là hầm bí mật chứa vũ khí trong thời chống Mỹ từ năm 1965 đến 1945. Đây là hình đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đến thăm cái căn hầm này. Và cái cuốn sách này thì ở phía dưới sách thì ghi là xuất bản phẩm do nhà nước đặt hàng. Ở phía sau cuốn sách này ghi là xuất bản phẩm do nhà nước đặt hàng. Không biết là ở ngoài có bán cái cuốn sách này không? Cái tư liệu rất là hay và rất là ấn tượng luôn quý vị. Quý vị là không có thấy giá nhưng có lẽ là chỉ trưng bày trong những cái dịp mà triển lãm sách này thôi. Cuốn sách này rất là hay. Ngoài ra thì trong cái không gian này thì còn có những cuốn sách về những cái chủ đề cách mạng như là người lính thăm cầm súng, câu chuyện thứ tư trên báo Thanh Niên của tác giả Trần Bạch Đằng, hay là nhật ký chiến trường quý vị, con đường cứu nước của Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó thì cuốn sách của đảng bộ bản tin, cái này thuộc dạng là bản tin nhưng mà đóng thành cái cuốn sách bản tin quận chính, tiếng nói của đảng bộ như quận chính, xuất bản vào ngày 30 tháng 3 năm 2019. Thì họ bản tin này họ đóng thành những cái quyển sách như vậy, rất là nhiều cuốn bản tin như vậy ở trên cái kệ sách trong cái không gian sách này. Hay là cái sách là hồ sơ mật lầu Năm Góc về hồi ức chiến tranh Việt Nam này, hay là cuốn của giáo sư Trần Văn Dào và Trần Bạch Đằng là Vàng Trong Lửa, năm kỳ kháng chiến kháng Pháp. Vài cuốn sách được trưng bày trong mấy không gian sách này. Bên cạnh không gian sân khấu chính thì đây là sân chơi trò chơi dân gian dành cho các bé ở tại đây. Đây là bắt gặp những bạn đang chơi với trò ô quan đây. Đó, bên kia là nhảy dây, bịt mắt, đặt cái chai nhựa.
nhậu á. Quay ba nhà. Cái chai nhựa nha, nếu mà bé nào ném trúng sẽ được một bịch bánh. Đó là một vài hình ảnh ghi nhận trong ngày khai mạc của ngày hội văn hóa đọc tổ chức tại nhà thiếu nhi quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là Minh Nhân, kênh Bản tin sớm xin cảm ơn quý vị khán giả đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại.